Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết nha. Thì bây giờ mình đang quay lại cảnh mẹ mình đang chuẩn bị quà để mang lên Sài Gòn cho bạn đồng nghiệp cũng như bạn bè mình nha. Này là hơi nhiều rồi đó nghe mẹ. Nè cái sao mà Còn nhiều nữa dữ vậy kìa. mẹ? Còn Còn gì nữa? Nhiều lắm rồi. mít với lại mít tây với lại Gì đồ nữa? kia đó để mẹ xuống mình đấy. Trời ơi, thôi được rồi. Thôi Này nhiều lắm rồi nè. mang đi nhiều nhiều để cho bạn bè ăn. Ôi là trời. Bạn thấy không? Nhiêu đây mà còn 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 kêu là còn còn lấy thêm nữa nè. Không biết chỗ chứa sao nữa. Trời ơi. Nhiều lắm á mọi người. Nè đây ha có hạt hướng dương nè, chuối sấy nè. Chuối sấy đây có còn chuối sấy nào nữa. Ai chuối sấy mới biết sấy đây. Trời ơi. Cái này là như là hạt cái này là hạt câu mà, mứt câu nè. Bánh nè. Trời ơi. Này chuối gì đây? Chuối cái này là chuối chuối chiên hôm bữa hả? Trời ơi là trời sao mà giác cho nổi. Giác đi cho bạn bè nó ăn. Nó đó. cùng việc ăn. Quá wow, trời các bạn thấy không? Mỗi lần Tết về mà mang khệ nệ lên đúng không? Khệ đấy ai ở nhà đóng cái kìa. Cái này là đi một về chắc cả chục quá lời quá trời lời. Đây bọc là mẹ. bọc này hả? Bọc Đây nè. Này đúng không? Ừ. Rồi. Thôi đủ rồi ba ơi, vậy được rồi. Cái bọc này như đó đủ rồi. Ba mình rồi kêu lấy thêm bọc 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 lớn nữa. Trời ơi là chờ thêm ông vào nữa hết bà tới lượt ông. Trời ơi là trời. Rồi chào tạm biệt mọi người nghe mọi người, chúc mọi người một thật là vui vẻ nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo, mình tiếp phụ ba mẹ đóng cái thùng này đây. Bye.